chưa chưa không được gì. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thúy, là nhân viên của Shop 10K. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn chương trình là Trung thu ấm áp, ưu đãi yêu thương. Và hôm nay chủ yếu mình sẽ livestream những cái mặt hàng đồ chơi cũng như là lồng đèn dành cho các bạn vào dịp Trung thu sắp tới này. Và chương trình ưu đãi lên đến 30% cho dành cho các mặt hàng đồ chơi và 15% cho tất cả các mẫu lồng đèn tại shop. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái mẫu đầu tiên, đó là khói trụ xả stress. Những cái khói trụ này thì nó sẽ có nhiều màu để cho các bạn lựa chọn. Đây là 5 màu. Và cách chơi của nó thì rất là đơn giản. Chỉ cần mình để như vậy và mình nhấn tay mình bật làm sao cho nó đứng thẳng lên như vậy thì mình sẽ thắng. Nhưng mà để cho nó đứng lên thì hơi bị khó nha. Hơi bị khó làm. Là mình sẽ không thực hiện được. Và tiếp theo đó là cái xe đồ chơi này. Và cái xe này thì mình sẽ có một cái bút để mình vẽ. Và những cái và cái xe này thì nó sẽ chạy theo những cái đường vẽ này. Đây là một cái mẫu giấy có sẵn và bây giờ mình sẽ thử một cái mẫu giấy khác nha. Mình sẽ vẽ vài đường lên đây cho nó chạy. Ví dụ như vậy. Nó sẽ chạy theo những cái đường mà mình đã vẽ sẵn như vậy. Và hiện tại thì ở shop chỉ còn khoảng 2 cho tới 3 mẫu xe này thôi, nên là các bạn hãy tranh thủ đặt hàng nha, tại vì đang có chương trình giảm giá lên đến 30%, chỉ áp dụng từ ngày 14 cho tới ngày 19 tháng 9 thôi. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu đó là đồ chơi tai rối thú như vậy. Những cái này ví dụ như là những bé nhỏ mà nó không chịu ăn thì mình có thể dùng cái này để dọa nó, để nên nó ăn cũng được. Và giá của cái này là 95.000, đó là giá chưa giảm nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu những cái bộ đồ chơi Lego như vậy. Đây là những bộ Lego mà shop đã xếp sẵn như vậy. Và những cái bộ này thì nó sẽ có rất là nhiều mảnh ghép, nên là khi mà các bé mua về chơi thì nó sẽ kích thích cái óc sáng tạo cũng như là sự thông minh của trẻ. Và đây là hai bộ của shop. Đây là bộ to. Còn đây là những bộ nhỏ hơn. Ở đây nữa.
đây là mặt trước và đây là mặt sau của nó. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Còn đây là một bộ đồ chơi mà chắc chắn là các bé sẽ cực kỳ thích, đó là Doraemon ăn xu. Khi mà mình để những cái đồng tiền lên như vậy, bây giờ mình sẽ để thử 3 đồng luôn nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái xu này ra bằng cách là có một cái nút mở như vậy. Đây. Khi mình đóng lại thì nó sẽ có một cái nút vặn lại cho mình luôn. Đây. Nên là đóng lại rồi. Mình thử thêm một lần nữa nha. Lần này mình sẽ thử 4 xu luôn. Ghê chưa? Bây giờ mình mở ra nha. Đây. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu lại những cái mẫu đồ chơi đang được giảm 30% nha. Đầu tiên đó chính là đồ chơi Doraemon ăn xu như vậy. Với những cái bộ đồ chơi này thì mình cần phải có pin thì nó mới hoạt động được. Và các bạn lưu ý là các bạn phải mua xu hoặc là những cái dạng đồng giống như là vậy nè, những cái xu kim loại hay là cái gì đó mình để lên thì nó mới có thể lấy vô được. Và cái bộ này là giá hiện tại là 150, đang được giảm 30%. Tiếp theo đó là những cái mẫu Lego như vậy, cũng đang được giảm 30%. Giá của những cái bộ này là khoảng như ta 105.000 và đang được giảm 30%. Và tiếp theo đó là những cái khối trụ này có nhiều màu cho các bạn lựa chọn. Và một màu đỏ nữa. Và những cái khối trụ này giảm giá còn khoảng 14.000 nha các bạn. Và tiếp theo đó là đồ chơi rối tay thú như vậy, dành cho để hù dọa các bé hoặc là dụ các bé ăn cơm. Bộ đồ chơi này 95.000 và đang được giảm 30% luôn. Còn đây là bộ đồ chơi mà xe mình sẽ vẽ những cái đường để cho nó chạy theo như vậy. Mình thử lại nha. Hiện tại thì những cái bộ đồ chơi này bên shop thì chỉ còn khoảng 3 cho tới 4 bộ thôi, nên là các bạn phải tranh thủ thời gian này từ đây cho tới 19 tây để mua ngay nha. Đây cũng có thể là những cái món quà hoặc là những cái bộ đồ chơi dành cho những cái bé con của mình hoặc là cháu của mình, để giống như là khuyến khích các bé học tập. Và bây giờ thì mình sẽ quay sang giới thiệu những cái mẫu lồng đèn mà để cho các bạn chuẩn bị cho Trung thu sắp tới nha. Đầu tiên đó là cái lồng đèn siêu nhân như vậy. Thank you.
cái mẫu lông đen này thì rất thích hợp cho các bé nam nha. Giá của nó là 120.000 và hiện tại đang được giảm 15% đó nha các bạn. Cái mẫu này rất là dễ thương luôn. Đây là một mẫu. Tiếp theo đó là cái mẫu lồng đèn chưa bắt giới như vậy. Mình kiếm cái chậu bật của nó nha. Cái này thì nó sẽ vừa có đèn mà nó vừa lắc lư như vậy. Đây sẽ là một trong những mẫu lồng đèn mà sẽ tạo nên sự khác biệt so với các bạn khác. Và đây cũng là một mẫu lồng đèn cho bác giới nhưng mà nó sẽ là màu vàng, để cho các bạn lựa chọn. Và hiện tại những cái mẫu lồng đèn này thì cũng chỉ có khoảng 2 đến 3 cái mỗi mẫu thôi, nên là các bạn phải tranh thủ mua kẻ là hết hàng đó nha. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu mẫu tiếp theo. Đó là cái mẫu chú ong như vậy. Cũng có hai màu để cho các bạn lựa chọn. Tắt mắt ở đâu rồi nhỉ? Đèn thì để nó rất là nhỏ gọn và tiện cho các bạn đem theo nha. Và tiếp theo sẽ là một mẫu lồng đèn nữa. Đây là mẫu lồng đèn hình xe tàu lửa. Giờ mình sẽ kiếm cái công tắc của nó nha. Rực rỡ màu sắc luôn. Và đây là nó sẽ có hai màu cho các bạn nha. Và hiện tại những cái mẫu xe này thì chỉ có hai cái thôi nha các bạn. Nên là mình hãy tranh thủ nhanh tay đặt hàng hoặc là đến ngay shop để mua nha. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu một mẫu lồng đèn mới nữa. Đó là mẫu lồng đèn Elsa như vậy. Và hiện tại thì mẫu lồng đèn này chỉ còn một cái thôi nha. Đây sẽ là dạng lồng đèn xoay. Và
thì cái này nó sẽ chuyển động và những cánh hoa này nó sẽ thấy lên nhấp nhô như vậy, trông rất là xinh. Dành cho các bạn nào là fan của Elsa. Và cái lồng đèn này có giá là 95.000. Và hiện tại là tất cả các mẫu lồng đèn đang được giảm lên đến 15% nha các bạn. Nên là mình muốn mua hàng thì hãy nhanh tay inbox ngay cho shop nha. Và tiếp theo sẽ là cái mẫu lồng đèn thiên nga như vậy. Xinh xắn và dễ thương. Và những cái mẫu này thì cũng đang có số lượng giới hạn, nên là các bạn muốn mua hàng thì hãy đến ngay shop hoặc là đặt hàng inbox cho shop nha. Và đây là những mẫu mà thích hợp dành cho các bạn nữ. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu những cái mẫu mà dành cho các bé nam nha. Cái này cũng gắn pin nè. Hai cái. Đây là những mẫu lồng đèn dành cho các bé nam. Đây là lồng đèn Spider-Man. Còn đây là Captain America. Bây giờ mình sẽ bật lên nha. Mình để xuống thì nó sẽ chạy nha. Nhưng mà do là không gian có hạn nên là mình sẽ cầm lên cho các bạn xem. Giờ thì mình tạm dừng nha. Và tiếp theo còn một mẫu nữa đó là hiện tại những cái mẫu này thì còn khoảng 3 đến 4 cái nha các bạn. Và các bạn đợi một xíu, còn một mẫu lồng đèn nữa mình sẽ giới thiệu sau nha. Còn bây giờ mình sẽ điểm lại những cái mẫu lồng đèn nãy giờ mình đã giới thiệu. Đầu tiên đó chính là cái lồng đèn hình đầu xe lửa này, giá là 145.000 và hiện tại đang được giảm giá lên đến 15%. Cái lồng đèn hình đầu xe lửa này thì nó sẽ có hai màu, đó là màu xanh và màu đỏ cho các bạn lựa chọn nha. Và tiếp theo đó là cái lồng đèn hình chú ong như vậy. Nó cũng có hai mẫu để các bạn lựa chọn luôn. Đó là màu vàng và cái màu cam hồi nãy mình đã giới thiệu. Còn đây là cái mẫu lồng đèn Spider-Man và Captain. Đây. Rất thích hợp dành cho các bạn nam. Còn đây là lồng đèn chú bắt giới. Nó cũng có hai màu, đó là màu vàng và màu đỏ. Cái này thì sẽ thích hợp cho các bạn nam hơn là các bạn nữ. Đây là màu đỏ. Còn đây là mẫu lồng đèn thiên nga. Nó sẽ xoay. Và đây là mẫu lồng đèn Doraemon, mẫu lồng đèn cuối cùng mình sẽ giới thiệu. Nó cũng sẽ giống như mẫu lồng đèn thiên nga cũng và Elsa hồi nãy mình đã giới thiệu, chỉ khác cái hình thôi. Khi mình cầm lên thì nó vẫn xoay nha. Ừ.
là tất cả những mẫu lồng đèn mà mình đã giới thiệu trong buổi livestream ngày hôm nay. Và bây giờ mình hãy cùng xem lại những cái mẫu này một lần nữa nha các bạn. Đây là mẫu lồng đèn Doraemon. Còn đây là những mẫu lồng đèn dành cho các bạn nam mà yêu thích Spider-Man hoặc là Captain. Đây cũng là một mẫu nữa. Và đây là mẫu lồng đèn Thiên Nga dành cho các bạn nữ. Đây là lồng đèn Chú Bát Giới dành cho các bạn nam, có hai màu đó là màu vàng và màu đỏ. Và kèm theo đó là còn một mẫu lồng đèn Elsa nữa nha các bạn. Còn đây là mẫu lồng đèn siêu nhân. Đây là mẫu lồng đèn Elsa đây. Chỉ còn có một mẫu và một màu duy nhất thôi. Nếu mà bạn nữ nào yêu thích thì hãy nhanh chóng đến shop hoặc là inbox ngay cho shop để đặt hàng nha. Hiện tại thì chương trình giảm giá chỉ kéo dài từ 14 cho tới 19 tháng 9 thôi. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là những mẫu đồ chơi hôm nay mình livestream thì sẽ được giảm 30% từ ngày 14 cho tới ngày 19 tháng 9. Còn những mẫu lồng đèn này thì sẽ được giảm giá 15%, cũng kéo dài trong khoảng thời gian là từ 14 cho tới 19 tháng 9 nha các bạn. Nên là các bạn phải tranh thủ nhanh tay ring ngay nha. Còn bây giờ thì buổi livestream của mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.